Xin kính chào các bạn ạ. Giờ là trưa ngày 23 tháng 11 năm 2019. Ban nãy bạn Văn Thanh Nguyễn có đề nghị tôi quay lại hai giò kiều tôi mới mua xem giờ hiện trạng của nó thế nào. Hôm trước thì tôi đã quay rồi ạ. Nhưng giờ nó có biến đổi một chút nên tôi quay hầu các bạn để xin ý kiến của các bạn chỉ bảo cho. Đây là giò kiều thứ nhất ạ. Xung quanh của nó hãy còn rêu phong. Rêu mọc đầy như thế này nhưng mà không hiểu tại sao nhà vườn chăm sóc thế nào mà kiều vẫn lên xanh tốt các bạn ạ. Nhiều bạn bảo tôi rằng hãy coi chừng không thì nó lại thối như dịp trước. Dịp trước tôi đã hàng loạt kiều bị bệnh tật rồi đấy ạ. Mà tôi phải mang xuống vườn lan nhà ông giáo cường để nhờ chạy chữa cho. Đây. Ở bên trên của nó hôm trước nó cũng đầy rêu phong như thế này. Tôi sợ quá tôi phải bóc bỏ rồi. Đây là giò lan kiều tím lá úp các bạn ạ. Đây, lá của nó cứ úp như cái thìa thế này. Và rất dày. Tất nhiên cũng có những lá nó úp ngược các bạn ạ. Nhưng phần lớn nó đều úp lên như cái thìa như thế này. Lá dày lắm. Và thân của nó thì đây, mời các bạn xem. Khá mập. Giò này có khoảng 27 28 thân. Thân lá. Những cái cây nhỏ nhỏ như thế này, những cái mầm nhỏ nhỏ như thế này thì không kể. Còn lại là 28 thân, đều khá mập mạp. Giờ tôi vẫn hãy còn để nguyên. Và rất hạn chế tưới. Ở trong này thì thưa các bạn là người ta để bằng những cục than rất to các bạn ạ. Những cục than to bằng nửa nắm tay. Trồng kiều lên trên và có phủ cái rêu trắng đây ạ. Rêu trắng đây. Đây tôi lấy để các bạn rõ hơn. Đây ạ. Toàn là rêu trắng. Cái rêu này nó giữ nước rất nhiều. Cho nên tôi ghê lắm. Đợt trước những người yêu lan đã cứu giúp tôi được mấy giò rồi. Nhân đây thì các bạn xem giúp đây này. Cái giò kiều mà ông Giáo Cường và những người yêu lan đã cứu cho tôi. Giờ nó thế này rồi. Đã nhiều lần tôi khoe với các bạn cái bộ rễ của nó đây ạ. Bộ rễ của nó giờ những rễ dài nhất là ra 20 phân rồi. Khá ổn. Quay trở lại với hai giò kiều tôi mới mua. Thì một giò hãy còn nguyên trạng như thế này. Và tôi đang phân vân là có nên xử lý luôn không? Còn một giò kiều nữa thưa các bạn, tôi đã mổ xẻ nó ra. Lát tôi sẽ cài một chút vào cái đoạn tôi mổ xẻ hôm qua, hôm kia. Còn đây, nó như thế này. Tôi cắt rời ra thành từng khóm nhỏ. Thành từng khóm nhỏ. Cài vào đây. Giò này thì lá của nó kém hơn. Lá dài các bạn ạ. Cũng rất dày. Đặc điểm của kiều tím các bạn thừa biết rồi phải không ạ? Thân của nó chỉ có màu xanh nhạt như thế này thôi. Còn ai đó bán cho các bạn mà bảo rằng đây kiều tím, thân tím lịm. Thì đấy là kiều tím miền Trung hoặc là kiều hồng các bạn nhé. Tôi đã bị mấy vố rồi ạ. Cứ kiều tím, thân tím lịm. Lát tôi sẽ, nếu có điều kiện, còn thời gian tôi sẽ quay những cái giò kiều hồng cho các bạn xem.
Và có một mảng tôi còn để nguyên thế này. Thì mảng này cũng hơi ghê đấy ạ. Còn lại là đây. Đây là cái mảng kiều chênh vênh ghép trên gỗ lũa chênh vênh mà trước đã khoe với các bạn. Nhưng về nhà tôi sau nó bị bệnh các bạn ạ. Tôi không biết chăm sóc. Những người yêu lan đã giúp tôi nuôi nó ra rễ rồi nhưng về nhà tôi nó bị bệnh. Thì cái mảng lụa này tôi đã đánh sạch. Chiều dài của mảng lụa này chỉ khoảng 2 phân thôi ạ. Tôi đã đánh sạch và ngâm với nước vôi đặc. Giờ tôi lại ghép thế này không biết là rồi nó sẽ ra sao thì tôi chưa rõ được. Mong rằng với cách ghép như thế này, đúng sai thế nào các bạn có hạ cố ghé xem thì các bạn bảo ban cho. Một giò kiều chừng ngót 40 thân, khoảng 40 thân gì đó thì tôi ghép được một mảng lũa như thế này ạ. Còn lại chừng 10 thân thì đây, mời các bạn xem. Đây ạ. Một giò kiều tôi cắt ra được một cái mảng lụa lúc nãy và còn một khóm như thế này. Khóm này tôi cũng chưa dám phá ra mà tôi định để nguyên như thế này. Không biết là có được không, các bạn xem giúp cho. Cũng trên một mảng gỗ lũa. Đấy là hai giò kiều. Có thể đoạn cuối hoặc đoạn đầu tôi cài cái cảnh tôi phá giò kiều này ra như thế nào các bạn nhé. Thưa các bạn, qua một clip thời lượng đã khá dài rồi. Theo yêu cầu của các bạn yêu lan thì tôi lại ghi lại những cái hình ảnh một chậu lan kiều tôi phá ra làm hai mảng lụa. Các bạn xem giúp xem đúng sai thế nào thì các bạn bảo ban cho. Xin cảm ơn các bạn đã ghé xem clip. Xin kính chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, nhà nhà an vui. Và kính chúc các bạn sưu tầm được những giò lan, những chậu lan mà mình ưng ý. Xin thân ái kính chào các bạn.